Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Tổng công ty Viễn thông Mobifone tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Khoa cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Mục tiêu hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả trong triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực, đưa Long An trở thành một trong những địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, thực hiện các dịch vụ sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử. Theo đó, hai bên sẽ triển khai chương trình hợp tác về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Viễn thông Mobifone triển khai thực hiện. Đồng thời tin tưởng thông qua thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số sẽ đóng góp vào sự phát triển nhanh bền vững của tỉnh trong thời gian tới.